Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nhận 61 tỷ giải cứu chuyến bay giải cứu. Tướng công an bị chuyến bay giải cứu dìm. Vào ngày 3 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Việt Nam đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội và 53 người khác về 5 tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tin ông Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố. Như vậy là cho đến nay, vụ chuyến bay giải cứu đã thiêu rụi nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Riêng Bộ Ngoại giao đã bị cháy đến người có vị trí cao nhất là ông Phạm Bình Minh, cựu Phó Thủ tướng Thường trực, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có ông Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng bị khởi tố, bắt giam. Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn, thiếu tướng, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng Giêng năm 2022 cho đến tháng 12 năm 2022, ông Tuấn nhận 2,65 triệu USD, tức là hơn 61,9 tỷ đồng, từ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng để lo cho bà Hằng và ông Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Được biết là Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Travel Sky, Vông Sơn là cựu Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bầu Trời Xanh. Ông Tuấn đã liên hệ, gặp gỡ, tác động, đưa tiền cho ông Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng điều tra Cục An ninh Điều tra Bộ Công an để lo cho bà Hằng và ông Sơn. Hơn 20 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng các quan chức thì ngày một tệ hại hơn. Thực ra, nhận tiền chạy án là chuyện người dân không xa lạ gì. Đó là cách làm giàu của quan chức hoặc sân sau của các quan chức Đảng Cộng sản. Sự thối nát của chế độ này đã đến hồi báo động. Cứ mỗi lần dân chúng gặp họa thì bọn họ đã nhảy vào, sâu xé, mà vụ chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á là một chứng minh rất rõ nét cho những trò tàn ác ăn trên xương máu của đồng bào, của nhân dân cả nước. Hàng vạn người đã mất mạng vì dịch, họ cũng không tha. Rồi khi vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á bị khởi tố, thị trường chạy án lại sôi động trở lại. Thảm họa của người này là cơ hội kiếm tiền của người kia. Cứ như vậy, họ như kền kền ăn xác của kẻ đã gục ngã. Rất đáng tởm cho cái xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang xây dựng ngày hôm nay. Vụ chuyến bay giải cứu là vụ án thanh lọc trong đảng. Vì thế, những khoản tiền chạy án được bơm sẽ không hiệu quả. Có những vụ án có thể chạy và có những vụ án không thể chạy. Tuy nhiên, trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ quen với việc những gì không lo được bằng tiền thì sẽ lo được bằng rất nhiều tiền. Và cứ như thế, họ bơm tiền thật mạnh. Vì cũng loại suy nghĩ như thế nên ông cụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn mới nhận đến 61 tỷ đồng để lo án này. Ngoài ra, những án khác ông đã từng làm chưa thể biết được bao nhiêu. Đảng Cộng sản đã phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đến nay đã trên 20 năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quan chức của Đảng Cộng sản ngày càng tham ô khủng khiếp, càng ngày càng ác hơn và càng ngày càng bất chấp hơn. Không hiểu đạo đức Hồ Chí Minh là loại đạo đức gì mà làm cho học viên của nó ngày càng vô đạo đến như thế. Có lẽ với con số 2,6 triệu đô la nhận tiền chạy án, số tiền tham ô này quá khủng khiếp chỉ cho một vụ. Người Cộng sản còn có cái gọi là đạo đức cách mạng. Tại các nước tiến bộ, chỉ cần nhận món quà 3.000 đô là bị buộc tội nhận hối lộ. Trong khi đó ở Việt Nam, tham ô tính đến triệu đô, thậm chí hàng chục triệu đô la Mỹ thì nó kinh khủng như thế nào? Đảng Cộng sản thường rao giảng rất nhiều loại đạo đức, nào là đạo đức cách mạng, nào là đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng thành quả của nó lại vô đạo đức. Đó là một thực tế ấy đang hiện diện hàng ngày
trên đất nước Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin nhận 61 tỷ giải cứu chuyến bay giải cứu. Tướng Công an bị chuyến bay giải cứu dìm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lên mây bằng đôi cánh ảo, Thủ tướng Chính phủ đã lộn cổ xuống đất. Con số tăng trưởng GDP của nền kinh tế Việt Nam vào năm 2022 tới 8% là con số ảo. Tờ Thời báo .d có những bài bình luận về đề tài này bởi việc khảo sát đời sống dân sinh từ Việt Nam là điều dễ hiểu. Con số 8% chỉ có thể quan sát qua mặt được người dân ít hiểu biết, chứ không thể qua mặt được những ai có thể hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị của đất nước Việt Nam hiện nay. Và năm ngoái, ông Thủ tướng Chính phủ đã lên mây bằng đôi cánh ảo. Dân gian có câu nói, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Quả thật, con số 8% không thể che đậy được thực trạng sờ sờ ra trước mắt mà ai cũng trải nghiệm nó. Thông thường, khủng hoảng kinh tế bao giờ cũng tác động đến người dân nghèo trước, rồi sau đó mới đến người giàu. Năm 2022 là năm mà những đại gia như Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh, Trịnh Văn Quyết của FLC và Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát ngã ngựa. Trong năm này, các đại gia bất động sản hàng đầu của Việt Nam cũng khốn đốn như Vingroup và Novaland. Hai doanh nghiệp này vẫn còn đang tiếp tục khó khăn khi bước qua năm 2023. Ngoài giới bất động sản thì thị trường chứng khoán cũng cho thấy tình hình kinh tế rất ảm đạm. Chỉ số Việt Nam Index rơi thấp nhất trong vòng 20 năm chỉ là bề nổi, còn phần bên trong của thị trường này thì có thể mô tả bằng từ nát như tường. Nó có quá nhiều lỗ hổng để hàng loạt đại gia tham gia vào đây dễ dàng lùa gà, chiếm dụng vốn của nhà đầu tư. Đấy là bức tranh kinh tế suốt năm 2022. Năm mà Tổng cục Thống kê báo cáo tăng trưởng lên đến 8%. Thời báo .d đã từng phân tích nếu cứ dùng số giả để ra chính sách thì thế nào chính sách cũng sai. Bởi con số giả chính là cách bắt không đúng bệnh của nền kinh tế, mà bắt không đúng bệnh thì làm sao kê toa thuốc trị hết bệnh cho được. Đó là nguyên nhân và kết quả rất nguy hiểm. Quý 1 năm nay, ông Thủ tướng Chính phủ đã rơi xuống đất. Mới đây, báo chí cho biết tổng sản phẩm trong nước GDP của Việt Nam quý 1 năm 2023 ước tính tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng 3,2% của quý 1 năm 2022. Trong đó, năm 2020 là năm đại dịch COVID, kinh tế đình trệ trên toàn thế giới. Đây là con số mà theo một số nhà đánh giá là đáng tin cậy bởi nó phù hợp với những gì họ quan sát được. Thực ra, giới phân tích cho rằng cái đà trì trệ này nó kéo dài từ năm 2022 sang tận năm 2023 mà thôi. Con số đẹp 8% năm 2022 nó là con số ảo của năm ngoái. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Cục Thống kê chế ra đôi cánh ảo để làm công tác tuyên truyền mị dân. Tuy nhiên đến tháng quý 1 năm 2023 thì họ lại báo cáo con số thật, nên làm cho chính phủ từ trên mây nhào xuống đất và nhìn nhận thực trạng ê chề của nền kinh tế đất nước. Ở các nước dân chủ, người ta dùng những con số thật để báo cáo tổng kết năm cũ và ra chính sách của năm mới, nên họ thường ra chính sách hiệu quả. Còn chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì khác, họ sợ con số xấu nên họ nặn ra số đẹp. Đó là sự tai hại rất lớn, vì chính sách sai, người dân phải gánh đủ. Vào năm ngoái, dòng tiền đầu tư công bị nghẽn lại, năm nay lo thúc khai thông sớm. Ngay trong đêm ngày 27 tháng 3, ông Phạm Minh Chính đã gấp gáp ký văn bản số 178, yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng vào cuộc để thúc đẩy tháo gỡ thị trường bất động sản. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Vào năm 2022, tình trạng vốn đầu tư công bị nghẽn rất nhiều. Điều đó đóng góp không nhỏ cho tình hình tồi tệ của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua,
Và năm nay khi mà mới quý 1 đã cho con số rất u ám, làm cho ông Phạm Minh Chính phải vội vã thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này. Tuy nhiên, thúc thì thúc, nhưng nó có thông được hay không lại là chuyện khác. Bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có quá nhiều nút nghẽn nên chính phủ cũng chẳng biết khai thông chỗ nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Lên mây bằng đôi cánh ảo, Thủ tướng Chính phủ đã lộn cổ xuống đất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de